Chiến tích trơ trọi của đại gia Đường Nhuệ, Thái Bình. Nguyễn Xuân Đường nổi tiếng vì đóng phim cùng với một số giang hồ mạng, đồng thời kinh doanh bất động sản, tín dụng v.v. Sẽ mở rộng điều tra. Ngày 10 tháng 4, thì Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, còn gọi là Đường Nhuệ ở thành phố Thái Bình theo quyết định truy nã được ký cùng ngày. Cụ thể là Đường Nhuệ bị bắt tại tỉnh Hà Nam vào khoảng 21 giờ, sau đó được di lý về trụ sở cơ quan điều tra. Khi bị bắt thì bị can Đường không có hành vi chống đối hoặc tàn trữ vũ khí. Trước đó thì Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh truy nã với Nguyễn Xuân Đường sinh năm 1971 ở thành phố Thái Bình. Quyết định được đóng dấu nguy hiểm. Trước đó thì vào ngày 9 tháng 4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Theo quyết định truy nã thì bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ áp giải bị can Đường tới trụ sở công an, kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Theo tin ban đầu thì quá trình điều tra xác định anh Trịnh Ngọc Anh sinh năm 1996 ở Kiến Xương, Thái Bình là phụ xe khách của công ty vận tải Phúc Cường. Sáng ngày 30 tháng 3 thì anh nhận chuyển một gói tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội, giao cho một người tên là Vân. Do Ngọc Anh và bà Vân không thống nhất được địa điểm nhận nên giao hàng muộn. Vì vậy, Nguyễn Xuân Đường, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về gặp mình. Tối cùng ngày, khi anh Ngọc Anh đến nhà của Đường và cũng là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương tại số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình, Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980 đã tra hỏi đe dọa anh Ngọc Anh. Sau đó thì các bị can Dương cùng với Nguyễn Đức Mạnh, lái xe riêng của Dương sinh năm 1992 ở thành phố Thái Bình và Phạm Ngọc Quý sinh năm 2003 ở Vũ Thư, Thái Bình đánh đập nạn nhân. Ngày 7 tháng 4 thì cơ quan công an điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bắt tạm giam các bị can Dương, Mạnh và Quý. Ngày 9 tháng 4, công an ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường, nhưng đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú nên đã quyết định truy nã với bị can. Được biết thì vợ chồng của Đường Dương nổi tiếng tại Thái Bình trong lĩnh vực bất động sản, đấu thầu, đất đai, tín dụng. Ông Đường có nickname là Đường Nhuệ, từng tham gia đóng một số phim như là Chạm Mặt Giang Hồ. Vợ chồng bị can từng mời nhiều ca sĩ đến hát trong sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới và thu hút sự chú ý lớn. Công an tỉnh Thái Bình cũng khẳng định cơ quan điều tra sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp để mở rộng vụ án với vợ chồng của Đường Dương. Từng bị tố có hành vi đe dọa giết người. Một số người tại Thái Bình cũng tố cáo ông Đường hoạt động tín dụng đen, có hành vi đánh đập phá hoại tài sản của họ, nhưng không bị xử lý. Trong số này thì anh Nguyễn Văn Hà sinh năm 1989 cho biết, bố mẹ của anh là ông bà Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết từng vay hơn 1,7 tỷ đồng của Nguyễn Xuân Đường, hợp đồng không ghi lãi suất và thời hạn trả nợ như thực tế. Các bên thỏa thuận trả lãi là 2.000 đồng mỗi triệu một ngày. Sau đó, dù ông bà Lẫm Quyết vẫn đang trả nợ, nhưng ông Đường yêu cầu phải ủy quyền hoặc bán lại nhà xưởng công ty Lâm Quyết cho mình, giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Do không được đồng ý thì ngày 4 tháng 10 năm 2017, ông Đường cho người tới nhà xưởng này để đe dọa, đuổi người trông coi ra ngoài và ở lại đó đến ngày 19 tháng 10 năm 2017. Quá trình này thì các đối tượng đập phá đồ đạc gồm cả bàn thờ trong công ty, đồng thời liên tục đe dọa ông Lẫm, ở đâu sẽ giết tại chỗ đó. Anh Hà cũng giữ ghi âm thể hiện nội dung ông Đường nói với bố của mình. Với một thằng nghiện, chỉ vì một tép thuốc thôi nó có thể giết người. Mày lên công an mà khai báo, xong cái kiểu như những con nợ khác. Mày nhầm rồi, tao là Đường. Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em của tao, tao nuôi trong tù. Bố mày chưa nhiều thằng chết chứ không phải mình mày chết đâu, hiểu không? Theo đơn tố cáo của anh Hà thì suốt thời gian ông Đường cho người đến chiếm giữ công ty, ông bà Lẫm Quyết nhiều lần tố cáo vụ việc đồng thời xin được bảo vệ tính mạng cho mình. Tuy nhiên thì cơ quan công an cho rằng đoạn ghi âm trên chưa đủ căn cứ để xử lý Nguyễn Xuân Đường về hành vi đe dọa giết người. Ngày 19 tháng 10 năm 2017 thì công an thành phố Thái Bình gọi anh Hà lên làm việc cùng với ông Đường và hai cán bộ thuộc đội cảnh sát kinh tế. Trong đó có nội dung ông Đường sẽ cho người rút khỏi công ty Lâm Quyết giao lại toàn bộ tài sản. Tuy nhiên anh Hà từ chối tiếp nhận bởi không biết khi chiếm giữ ông Đường đã lấy đi những gì. Sau đó thì vụ việc được chuyển sang đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Bình giải quyết như hồ sơ thiếu mất biên bản ngày 19 tháng 10 năm 2017. Anh Hà cho biết vẫn giữ ghi âm thể hiện một cán bộ đội cảnh sát kinh tế trả lời gia đình. Và đáng chú ý là anh Hà trình bày, khi ông Đường cho người vào đập phá công ty của gia đình đã cướp đi nhiều đồ đạc, trong đó có cả giấy tờ, thể hiện bố mẹ của anh đã trả hết nợ của người khác.
Sau vụ việc này thì có người tố cáo ông bà Lẩm Quyết lạm dụng tín nhiệm, vay tiền từ năm 2013 nhưng chưa trả, dẫn tới hai người này phải nhận lần lượt là 14 và 13 năm tù, hiện đang chờ phúc thẩm. Trước đó thì vào ngày 9 tháng 4, cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Theo quyết định truy nã thì bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ, áp giải bị can Đường tới trụ sở công an, kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.